Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu chưa đầy 2 tuần. Tuy nhiên đã có hàng chục sự cố tai nạn học đường nghiêm trọng để lại hậu quả vô cùng nặng nề đã xảy ra. Tính đến thời điểm này, đã có 4 học sinh tử vong vì những tai nạn trên. Tuy nhiên, những hiểm họa vẫn luôn rình rập các em học sinh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này đó là tại sao đã có hàng loạt cảnh báo, thế nhưng các tai nạn trường học vẫn xảy ra và ngày càng nghiêm trọng hơn. Trách nhiệm của nhà trường, giáo viên, những người làm giáo dục tới đâu? Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới nội dung này. Đây là những hình ảnh trước cổng trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội trong giờ tan học. Trước cổng trường là khu vực đang thi công một phần của dự án xây dựng đường Văn Cao, Hồ Tây. Vật liệu xây dựng, sắt thép, bê tông xếp ngổn ngang. Còn học sinh khi tan học thì cũng vô tư chơi đùa, chạy nhảy trong khu vực này. Nói chung là dãy này là rất bất tiện, nhất là với trẻ con này. Muốn là đây là thi công thật nhanh để cho các con đi ra để đón cho nhanh, không là nguy hiểm cho trẻ con. Dù nhà trường liên tục phát cảnh báo học sinh không được chơi trong khu vực này, nhưng dường như nhiều em vẫn không nhận thức được những nguy hiểm tiềm ẩn tại khu vực công trường này. Thậm chí có những hố sâu mà đội thi công công trình chỉ xếp một tấm ván sơ sài phía trên rất nguy hiểm. Sau khi nhận được tin phản ánh từ phụ huynh nhà trường, mới thấy trăng dây cảnh báo, nhưng cũng chỉ bằng sợi dây mỏng manh như thế này. Buộc thêm dây cảnh báo để hướng dẫn học sinh. Bên cạnh đó thì chúng tôi có các cái biện pháp tuyên truyền để làm sao nhắc nhở học sinh thực hiện những cái cảnh báo mà chúng tôi đã đề ra. Dù chưa có trường hợp đáng tiếc xảy ra, tuy nhiên nếu đơn vị thi công không có biện pháp bảo vệ khu vực này, cũng như nhà trường và phụ huynh không tuyên truyền nhắc nhở con em mình quyết liệt, thì ẩn họa thật khó lường. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Khẩu hiệu này có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều trường học trên khắp cả nước. Tuy nhiên, không phải ở đâu những khẩu hiệu trên cũng đúng, nhất là trong năm học đặc biệt này. Có những nơi học sinh đến trường nhưng bản thân các em và cả phụ huynh đều lo lắng, bất an khi tai nạn học đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tháng 9, trong thời gian nghỉ giữa giờ, một nhóm học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Nam Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ra cổng trường để chơi. Bất ngờ, một bức tường rào của nhà dân sát cổng trường đổ sập xuống, khiến một em tử vong. Thông tin từ trường tiểu học Nam Lộc cho biết, cổng trường luôn đóng sau khi vào giờ học, kể cả là giờ ra chơi. Tuy nhiên, sáng ngày 11 tháng 9, trong giờ ra chơi, nhà trường mở cổng để vận chuyển một số cây cảnh vào trường, nên học sinh đã ra trước cổng trường để chơi và đã gặp nạn. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nam Đàn đã đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tôi cùng đang bán hàng thì nghe một nghe học sinh lá lên, là tôi nhảy ra thì thấy cháu là máu mé thì nhiều, thì tôi bong vào trong tràm, thì khi tôi bong đó là tôi cả bong, thì tôi cả hét lên, thì tôi cũng rất là sợ, thì là có cái đó là nhặt cái rơi xuống, thì cùng đứa cháu đi sang bên kia, nhưng mà cũng là đáng tiếc là cháu về ra đi. Chúng tôi có là hiệp đồng mua một số cái chậu cảnh của nhà trường á. Thì sau khi họ chở xe mà gạt đến đây cái thì chúng tôi chuyển chậu lên đây cái, thì vừa chuyển lên cái thì cổng trước kịp đóng thì bắt đầu là vứt thùng giờ ra chơi thì được khoảng 7 phút thì giờ kia xảy ra chuyện. Trước đó vào chiều ngày 7 tháng 9, tại phân hiệu Bản Phung, trường tiểu học xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cổng trường đổ làm 3 học sinh tử vong tại chỗ, 3 học sinh khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Điều đang nói là hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân trong vụ tai nạn này đều rất khó khăn. Khi mà chúng tôi đang trong cái thời điểm mà chúng tôi đang nghỉ trưa ấy, thì là có nghe thấy tiếng đổ, nhưng mà không biết là cái tiếng đổ gì, thì chúng tôi chạy ra thì tất cả mầm non và tiểu học các cô giáo đều chạy ra hết. Và khi chạy xuống đến dưới cổng trường thì thấy cái cổng trường nó đã bị đổ, và nghe thấy cái phản ánh của người dân ở dưới đó thì người ta nói là các cháu đu cánh cổng. Trực tiếp lãnh đạo huyện cũng như là các cái phòng ban chuyên môn cũng kịp thời có mặt ở hiện trường cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là giải quyết các cái công việc mà tiếp theo.
trong đó thì có 3 cháu thì bị thương, thì được trực tiếp và được người dân cũng như là các thầy cô giáo ở tại cái điểm trường Bản Phung này đưa đến bệnh viện đa khoa huyện để cứu chữa kịp thời. Thế còn có 3 cháu là bị mất, thì hiện nay là các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để khám nghiệm hiện trường cũng như là xác minh nguyên nhân xảy ra. Sau những vụ việc đau lòng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định hướng dẫn về đảm bảo an toàn cơ sở vật chất trường học, tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng của các trường học, kiểm tra việc cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này là chưa đủ. Bản thân các trường cần phải đề cao công tác an toàn trường học cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết cho trẻ để chủ động phòng tránh. Trách nhiệm đầu tiên phải là hiệu trưởng của nhà trường. Cho dù là cái lỗi khách quan hay lỗi chủ quan thì vai trò hiệu trưởng nhà trường là quan trọng nhất, bởi vì rõ ràng là mình là cái người mà tổ chức cái hoạt động giáo dục trong nhà trường, mình là cái người giám sát, mình là người kiểm tra, mình là người đôn đốc và điều hành. Chỉ cần một phút giây lơ là, một phút giây chủ quan của người lãnh đạo nhà trường thôi thì nó sẽ xảy ra cái câu chuyện đau lòng. Mang tiếng là một hệ thống giáo dục nhưng mà chỉ được 1-2 năm đầu, sau đó rồi lại lơ đãng, thầy cô giáo không quan tâm, cấp trên là thiếu kiểm tra giám sát, thỉnh thoảng có đợt kiểm tra thì là trống rong cờ mở. Kiểm tra cái gì chứ không phải là kiểm tra sự an toàn của trẻ em, mà từ nãy giờ chúng ta trao đổi là an toàn sinh mạng, an toàn tính mạng của trẻ em mới là quan trọng. Đấy, cho nên là song song với câu chuyện dạy toán, dạy văn, dạy các loại gọi là văn hóa kiến thức thì phải có hỗ trợ dạy cái gọi là kỹ năng an toàn, kỹ năng bảo vệ phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ chống bị xâm hại rồi bạo lực rồi các kỹ năng an toàn khác. Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường thì bản thân các phụ huynh cũng phải có trách nhiệm trong các tai nạn đáng tiếc của trẻ. Thực tế cho thấy nhiều gia đình đang phó mặc việc chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ trẻ cho các thầy cô giáo và các nhà trường. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn và cả áp lực cho ngành giáo dục. Chỉ khi phụ huynh thực sự quan tâm đúng mức đến sự an toàn của trẻ thì các sự cố trên mới không còn xảy ra. Cái quan trọng vẫn là đạo đức công vụ của tất cả các thầy cô giáo và cái gọi là khả năng quản trị, quản lý, giám sát của các cái bậc lãnh đạo, ban giám hiệu, hiệu trưởng, rồi các cấp trên nữa như phòng, rồi sở, rồi cả bộ giáo dục nữa, thì tôi chắc chắn rằng là chúng ta có thể loại bỏ được các cái nguy cơ gây ra tai nạn thương tích ở trong nhà trường. Những nguy cơ đó phải được phát hiện và loại bỏ nó đi hoặc là làm cho nó an toàn hơn thì mới đảm bảo rằng khi em bé đến trường mới có một sự an toàn, vì tính mạng của trẻ em là cái quyền sống của trẻ em vẫn là quyền quan trọng nhất trong các cái nhóm quyền của trẻ em nói chung. Một năm học hết sức đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 mới chỉ bắt đầu. Ngành giáo dục đang nỗ lực để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học. Những câu chuyện buồn thời gian qua khiến cho nhiều người thực sự đau xót. Nhưng nó sẽ là một lời nhắc nhở để toàn ngành giáo dục, bản thân phụ huynh và cả các em học sinh nhìn nhận lại, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để mỗi ngày đến trường của các em học sinh năm học này thực sự là ngày vui, là ngày hạnh phúc.